Rider Sunker chưa bao giờ rẻ đến như thế nha anh em. Máy rin luôn nha, máy rin êm, giá hết hồn, 13.500.000 nha anh em. Đó, đi ghi đông rất xin cà phê. Đồng hồ thì gì đó nghe nè, như hiện trạng vậy đó, cho anh em về bình độ ha, bình độ theo cái sở thích, cái đam mê mình. Anh em gồm con chung nọc nữa, zin với 13.500.000 anh em sở hữu một con Rider Sunker 150 động cơ mạnh mẽ ha, cục máy là bự thối thằng đó, là bá luôn của nhà Suzuki. Dầu zin, máy zin khô ráo sạch sẽ ha. Cái này là cái số máy của nó đây, mới về chưa có rửa luôn, ngày 24. Lên máy cho anh em nghe nha, 13.500.000 như con si vút. Bao bóc tua ga rồi lên đầy đủ, bao đua, bao đua nha nè, 13.500.000 đó. Về mình muốn làm gì đó làm theo tiết tấu theo ý mình ha. Đó, hiện trạng nó gì đó, xe này giấy tờ đầy đủ ha, hải quan chính ngạch xe hãng hổ hồi luôn. Anh em muốn rút bộ thì thêm tầm cỡ 1.500.000 đó nè đó. Còn giao giấy tờ với biên nhận thì 13.500.000 rồi. Ok, anh em muốn ủng hộ thì liên hệ hoặc có thể đến trực tiếp coi xe tại địa chỉ 107 mặt cũ phường Vĩnh Văn, gạch giá Kiên Giang nha nè.